À, đúng là cái Nói chung là đôi khi trong cuộc sống này thì Nó cũng ấy lắm Đây là cái thể loại mà 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 nhôm đồng sát vụ Bán đổi kẹo kéo đi đây này Gọi là cái gì ấy Bạn nào quạt cháy máy bơm à Ai không dùng nữa là thành hàng bán đi đây này Ở địa phương tôi thì nói chung là Ở đây toàn anh em ấy Ông ơi giá thì mẹ như cây này là cũng ối rồi ôi luôn Nhưng mà đây là để tôi làm sạch cái thân cho các bạn dễ hình dung Về đấy là để bình thường là để để chiết Như cái loại này thì các bạn cũng phải mua đến hơn trăm nghìn Nhưng mà có cái này nó nó nó, nó to hẳn đâu rồi Nó nó ấy hơn đi Còn các cái loại này thì đơn nhung là nhựa Nếu thế thì các bạn lên nên mua hết đơn đơn cờ đi đã Tại vì nói chung là nhúc này là tôi đang thanh lý. Nhưng mà giá nếu mà nói thật ra là 30.000 thì cũng cũng rất là rẻ rồi. Cái loại này thì còn cái cái loại mà tôi nhận khách cái loại kia hôm ấy mẹ còn không được thân như này và cái tán kiểu đã được xén như này đâu, lều nga lều nghèo. Bà Tâm bảo là cái thời điểm mà cách đây mấy tháng ấy người ta lấy đầu nghìn tức là lấy hầu như hết ruộng với giá là 35 40.000 này. Thế tôi mới bảo là thì bây giờ bà bán như thế nào thế hôm mới báo khách là 50 000 nghìn đấy. Gốc của nó cũng to à đấy. Còn nói mấy thằng của em này không tính được độ liều đâu. Còn phải đúng 2 năm đại dịch thế là đôi khi thì mình thấy là nhiều khi thằng em năm nó cũng bảo ấy, à hôm mấy thằng em năm nó bảo là dạo này kiếm ác từ đơn thế nhỉ. À đơn nhúc này này. Thế tôi mới mặt buồn so mà buồn so thật. Tôi bảo là mẹ mang tiếng rồi bây giờ chuẩn bị lại tuân thanh lý mẫu đơn mấy các thứ đây này. này. Thế là thằng em năm nó bảo là bây giờ cây trồng như em em chặt con mẹ nó đi. Cây trồng khoảng 3 4 năm. Xong rồi tự nhiên 1 2 năm thì không ai hỏi han gì, chán. Đấy, tức là các bạn cũng phải hình dung là như thế. Còn như ông chú ông hôm trước cho tôi hai bao thuốc hay ba bao thuốc ấy. Xuống cũng tâm sự và nhìn cái cây nó nó như thế này trồng bao nhiêu năm rồi. Mà bán 30 nghìn hoặc 20 nghìn thì nó không bỏ cái công chăm sóc luôn chứ không phải là ấy giống. Xong lại tiền mặt bằng mấy tiền ấy. Nhưng mà thế thì chẳng nhẽ bây giờ bán giá cao thì lại không kích được cầu Chẳng nhẽ bây giờ mà học theo bọn Nhật Bản là mẹ tất cả cái loại này chặt hết Không có bán buôn gì Nhưng mà khổ lỗi là nghèo Cho nên nghèo thì tôi cũng không nói là, là, là đang hèn Nhưng mà đại ý cho các bạn biết là như thế Xong rồi nếu mà các bạn không ấy là bây giờ nó rẻ như này ấy. không ấy là như thằng em Lâm nó bảo là nếu mà anh không quay này em chặt con mẹ nó đi trồng trồng mấy năm trời xong rồi công cán bao nhiêu xong rồi bây giờ một năm hai năm trời không có ai hỏi chán không tâm lý chán không giống như kiểu gái cái ế mẹ hỏi thì hỏi đi mặc dù không mua cũng được cứ hỏi đi hỏi tơi bời nên để tao còn lấy động lực tao làm tiếp 30.000 Nhưng mà nếu mà các bạn mà mua mà 30.000 thì tốt nhất tôi cũng khuyên thật là Cứ lấy ông nào chốt trước thì lấy cái đơn cờ này này Tại vì tôi nếu mà đơn cờ này tôi chưa thanh lý Tôi định quay những cái sản phẩm nó to vật to vã cơ nhưng mà đây đơn cờ đơn cờ thì đấy cây những cây như thế này thì nói thật ra là 30.000 cũng còn 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 ấy nhá 30.000 vẫn còn ấy nhá nhưng mà đây toàn những cây như thế này thoát thì đây bây giờ <laughs> bây giờ để tôi ra tôi lấy cái cái biểu còn có thể nếu mà cách làm việc thì cả, cả ngót cũng bỏ lại cũng được nhưng mà nếu mà các bạn mà không mua thì kể cả, cả cái loại này 30.000 cũng không có đâu thật nó thoát đây này ơ cái thước đéo đâu rồi nó đều đều để chọn cái loại đều đều đây đều đều chắc là cái như thế này Cây này nó đang nở rực rỡ lên thì Còn cây kia thì to thật Cái kia nó nếu mà giá trị chuyển nhượng của nó Nếu mà các bạn ấy thì nó Đâu đó nếu mà mua số lượng thì nó cũng phải tầm Cũng nói thật là trăm mấy không mua được tầm Nếu đều đều như này chắc là cũng phải tầm Nếu mà các bạn mua thì nó cũng phải tầm Trăm rưỡi hai trăm nghìn đây này. Còn đây này quay như này thì nó khác gì đơn giống đâu <laughs> Còn uh, thông tin mới về đơn điếc thì tôi quay như thế này xong rồi các bạn rộng đường dư luận 30 ngoàm số lượng đầu trăm Rộng đường dư luận nhé Còn nếu mà mình mà bán là bán bán phải bán cái loại cao to hẳn đấy cơ Tí nữa cả nhài kép nhưng mà hôm nay lại đi bốc sung bốc cái cây sung Đôi khi trong cuộc sống nó nó khó lường lắm cho nên là Chẳng nhé bảo là mấy năm dịch là không làm gì hết Ờ, trong những video mà hôm trước tôi có nói này, sao lại càng làm lại càng lỗ Càng làm nó ấy nhưng mà nó sẽ rút cho chúng ta được cái bài học Máy sau rút thế nào cho nó kịp Xong rồi đến bây giờ ví dụ như là là muốn để trồng cây khác hoặc thế nọ thế kia ấy. Thôi còn nó cũng không phải là một cái thị trường chung đâu Nó không phải là thị trường chung đâu Đây nó này làm làm ấy nhá Nhưng mà bây giờ phải phải đi dọc dọc để nhận cái tạng nó nó tiêu chuẩn đã Chứ còn ừ, quay một cái loại mà nó nó to hẳn lên thì chả biết là thậm chí là khéo nhiều bà con còn liều hơn mình ấy. Mẹ còn bé bán nó rẻ lứa 15 nghìn ấy. Bao nhiêu tôi không biết Nhưng đại ý cứ nhận mọi người là 30 nghìn số lượng đầu trăm Nó lấy 1 000 cây thì lại giá nó lại có thể rẻ hơn nữa nhưng mà Cái thủy nó ấy Đây nếu mà kinh nghiệm của mọi người nha Nếu mà các cái mầm mọc dọc thân như này thì mọi người vặt đi như này này Đây cái này nó đang hoa này nhưng mà vặt Còn tầm này bây giờ giá như cây này nó còn rẻ như thế thì chiết mẹ gì nữa Cắm làm gì nữa Cắm thì được mỗi mỗi ấy thì nó cũng được tầm 4 5.000. Các bạn bảo ví dụ như là như một cái bầu mà các bạn mà mua 4 5.000 thôi tôi thực ra tôi cũng bán được. Nhưng mà ví dụ như anh em chúng nó cắm 3.000 nghìn, 4.000 nghìn. thế mình bán bao nhiêu bây giờ? Tầm 5.000 nghìn, 10.000. Nghìn. Thế mà bây giờ cứ nói sơ qua là cái giá ấy khoảng 4.000 nhá. 4.000 mà các bạn mà lên được như cái loại này thì đến bao giờ mới mới lên được như cái loại này? Thớt nó bằng 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 tầm ngón tay đấy, không đùa đâu nhận cái loại nào nó nó đều đều một tí cũng không không dám quay cây to hẳn, coi cây nó quay cây ở giữa thì có những cây mà nó nó bé hơn, có những cây nó to hơn, chứ quay cây bé quá thì nó không có tán, có tiếc gì thì khéo còn không đánh cơ nhưng mà đây đại ý là thôi cứ lấy cây cây này làm chuẩn nhá, nhưng mà xấu quá nhỉ, nó phải phải đây này, này tức là nó cũng không xấu lắm thôi được rồi quay cây này thôi, đây này khi mọi người ấy là mọi người vặt vặt cái nháy này ra, còn bây giờ đơn thì nói chung là còn làm thì nói chung là đến bây giờ thì cũng phải làm cho nó, nó nó đẹp. Đấy, hàng thì nếu mà hàng to hẳn ra cơ thì còn giữ chứ hàng này nếu mà để mà rong lên to thì như ở đây thì nói chung là không 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 có thời gian. Cũng nhiều thứ lắm. Đây. Còn mai anh đào mới có thì đéo gì. Này. Mộc thì cái loại to to ở đây hơn triệu thì. Đây từ từ nhá. Đây để tôi đứng trên nghe này là ngang ấy này. Nếu mà tính cả cái ngọn kia thì nó phải Nếu mà cũng phải tầm trên mét 6 cả bầu Đấy, bây giờ đo quy cách Gốc của nó thì rất là to Gốc của nó phải ngón chân cái Đây này, gốc này này Xong rồi mình ấy này này, cắt mới sửa ấy. Thì thân của nó thì nói chung là từ điếu thuốc trở lên Đấy, từ điếu thuốc nếu mà như thế này Thì cũng không dám nhận là là ngón tay Đây tôi cho các ông điếu thuốc tôi còn chả biết là đắt hay rẻ cơ đôi khi khéo cái đơn nhung kia còn lại rẻ tại cái đơn nhung nó tán nó to ai còn cứ từ từ tôi sẽ cho mọi người xem, xem là cái giá ở đây nó như thế nào đây từ điếu thuốc trở lên này các cây khác thì đây cây nào cây tức là nó sạch thân thì tôi mới lấy được như cái loại này từ ngón tay này Đấy, quay cho kỹ nha đây điếu thuốc trở lên này. gọi là bán gọi là cho lấy bằng khen nhiều khi mình thấy là cái cuộc sống của mình đôi khi là như kiểu là Có ít đơn vàng kìa Nhưng không đáng kể Đánh cho các ông cũng được Đánh cho các ông cũng được Nhưng mà kiểu là đánh kiểu đánh mà Lấy 100 cây xong rồi lấy thêm thì là ấy thôi Chứ còn nếu mà chọn riêng đơn vàng thì có lẽ phải giá khác Đây thân này Thân khá sạch Còn nguyên tắc của mua cây này nha Cây này trồng ra ấy Thoát thân tầm hơn 1 mét mét mốt Thoát mét mốt Tán đây Thân thì các bạn biết rồi Thân nó bằng từ điếu thuốc trở lên Nhận từ điếu thuốc trở lên Còn mua ở đâu tôi không biết nha Mua ở đâu Cái loại này là nó có tán rồi à, Tán được tầm 50 phân Tán được tầm 50 phân rồi Tán được tầm 50 phân Cây okay, nói chung là cũng trồng Trồng cũng khá là lâu rồi Cao như này thì cao tầm Nếu mà tính cái ngọn này thì, thì cao được uh, Nét Mét rưỡi Còn nếu không tính bầu thì cao như này Rẻ thì nói chung là tôi chỉ quay cho ở địa phương tôi thôi chứ cũng không dám vỗ ngực. Được nói chung là nhận từ mét tư cả bầu. Nhận từ mét tư cả bầu. Béo được mét tư. Cái bầu nó tôi rơi vào khoảng tầm 15 phân gì đấy. Nếu mà cây to thì bầu nó phải 20 phân. Nhận ngót đi. À, nhận nhận ngót cho các ông là tầm mét 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 1 như này, mét 15. Nhận từ mét 2. Cây cao từ mét 2 thoát thân thì đây. Như cái, cây, cây này thì. Đấy thoát như nào Thoát 90 Từ 90 Tán đây Tán được 4 năm Mẹ chẳng nhé sụt xuống mẹ xuống 25 nghìn bây giờ <laughs> uh, 25 hai 25 nghìn cũng được đấy từ 30 này cảm giác nó cây okay, nó 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 kiểu lo, nó lo cảm giác nó nó hơi ấy ấy lại sụt xuống 25 nha còn nếu mà cái đơn Đây là cái đơn cờ Cờ thì tôi có nói rồi Cờ ta Đây này Cờ ta thì bông như thế này Đây ta thì nó màu nó hồng hồng Đấy còn uh, có thể là cái giá thì đôi khi là cái video của mình thì báo thì nó không chuyên về cái việc bán hàng đâu để cho các bạn tham khảo nếu các bạn mua được ở đâu thì mua nhá cái loại này là kiểu đã đã xén đã có tán rồi còn nuôi thì thế tùy theo mọi người định hình như thế nào còn do là kiểu làm thương mại nó không được tốt thì cái sản phẩm nó chỉ loanh quanh ở đây thôi. Còn nếu mà các bạn mà làm sản phẩm nó tốt thì các bạn sẽ ví dụ như từng địa phương ấy. Tôi giao cho người ta trăm rưỡi những cái loại đơn nhung nái nhựa này về người ta bán 4 500 là chuyện bình thường. Đây còn cái loại đơn này là đơn nhung nái nhựa thì cái cỡ cây này nó khá to này. Cái nhung lá nhựa thì cái ná của nó hơi nhựa. Ná của nó giả giả. Ná của nó giả giả và bông của nó thắm hơn. Đây. Đây là nhung lá nhựa. Nhưng mà nếu mà nói về cái độ độ sai hoa ấy thì mấy cả kiểu lập hoa thường xuyên ấy thì cái này nó sai hoa hơn. Cái đơn cờ nó sai hoa hơn. Còn nhung lá nhựa này thì tập trung kiểu như kiểu là thời điểm Tết thì nó 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 sai hơn. Đây. Còn quanh năm thì nó ấy hơn. Quanh năm thì nó ít hoa hơn. Đấy. Đây là nhung lá nhựa trên tay tôi này còn đây là đơn cờ này. Cái loại này thì dòng này thì hoa nó đỏ hơn và lá nó nhựa nhựa lá nó giả giả hơn thì tôi gọi là nhung lá nhựa ở à, tôi gọi là nhung lá nhựa đây là lá nó giả hơn còn đây là đơn cờ còn nếu mà dòng đơn cờ này mà lá tròn tròn như thế này thì người ta sẽ đánh đồng ra hai khái niệm là đơn văn chấn và còn bây giờ tôi cứ tròn đơn cờ hết còn nếu mà dòng đơn văn chấn thì cây nó sẽ khó có những loại thoát cao rồi lắm giá nó sẽ được ấy hơn đấy tự nhiên vặt mẹ nó bông hoa của cái cây này đáng đẹp đây đây nhung lá nhựa này. giá cũng như thế nhỉ? 25 nghìn Tí tôi sửa tiêu đề 25 nghìn Cho số lượng đầu trăm Đấy Đây cái cây này thì nói chung là lá cỡ nó cũng khá là đồng đều Ở tôi thì như vừa rồi tôi quay thì nó còn không được như này Nhưng mà năm chục bà, bà, bà tâm tơ đây Bảo là chúng nó ngày xưa bán đồ Chúng nó lấy đầu nghìn của tao là 35 nghìn Bây giờ nuôi thêm được thế nọ thế kia Thì bây giờ nó nó khó bán nhưng mà nói chung là thanh lý nhưng mà mà cũng phải xem ra là các bà hoặc là anh chị là bán như thế nào chứ không phải mình ép ép làm gì 84 đầy thoát 84 nhá cao cây mà chưa tính bầu là nó rơi vào từ mét 3 đây như cây này thì nó ngót hơn này mét 2 thế là nhận cả bầu nó tầm mét 3 trở lên như cây này thế nào cũng ấy này còn những cây mà nó nó tán nó bé hơn cơ có những cây thì nó to hơn đây Đây đi dọc dọc đây Tiện cây nào thì quay cây ý thôi chứ cũng không phải là quay cây to quá mà cây ấy mà cái loại này nó khá đều Đây ví dụ như tiện cây này nhưng cây này thân nó hơi lòng phòng Nó hơi đèo tèo Đây đứng từ đây nha 25 nghìn Đầu trăm ờ, Cao như này thì chưa tính bầu là trên mét 2 Chưa tính hai Chưa Cái loại này là gọi là cái giá nhá, giá ở đây là chưa lên bầu. Giá ở đây là giá đánh đánh xong xếp xe cho các bạn. Các bạn hình dung chưa? Chứ không không có lên bầu lên bịch gì cả. Nếu mà các ông bảo là lên bầu sao các ông không bảo là cho, cho tôi lên cái chậu 86 xong cũng nhận tôi giá như thế thì có phải là sướng không? Chưa lên bầu mà cây tức là như thế này này. Cây tôi đang quay nó ở dưới ruộng. 25.000 của các bạn là khi nào cây lên xe của các bạn thì là hết 25.000. Chứ còn không phải tôi quay như này xong khi các bạn đặt một phát tôi lại cấu thêm 5.000 hay 10.000 tiền đánh hoặc là vận chuyển ra xếp xe. Mà khi tôi báo như này là giá lên xe tại tại khu vực này này. Đấy hoặc là kể cả trong trong nại ốc Long Hưng cũng được. Đấy là các bạn hiểu. Chứ còn nếu mà bây giờ các bạn bảo 25.000 thì phải cho lên bịch cho tôi hay là là 25.000 phải cho lên cái chậu vuông một mét cho tôi thế thì các bạn gọi là mua rẻ của tôi cái chậu xong các bạn xin được cái cây chứ Đại ý là mua cái cây 25.000 Nhưng mà phải cho lên cái chậu 4-500.000 Hoặc 1 triệu, triệu 2 ấy thì, thì, thì làm sao mà chúng tôi đỡ được Hiểu chưa Tức là đấy nó nói là cái quy quy định từ trước cái này Mà tôi báo ấy Là giá là giá lên xe Chứ không phải là giá tại đây Trong khi các bạn đặt một phát tôi lại cấu thêm tôi bảo là Là bạn ơi còn 5.000 tiền đánh cây Mới cả 5.000 tiền vận chuyển nữa Thì là, là thế nọ thế kia Mà cây này khi nào lên xe của các bạn nhưng mà không phải là lên xe ở Bắc Linh hay là thế nọ đấy kia đâu Chỉ loanh quanh ở Văn Giang này thôi Đấy chứ còn bây giờ mà lại bảo là 25 000 Nhưng mà phải trở lên Nên lên nạng sơn xong rồi lên xe của tôi ở trên nạng sơn Thì không làm gì được nhá Đấy là đại ý cho các bạn biết là như thế Đang đo dở ông kia ông lại bảo là Có lên bầu không Thì cái hàng này hàng đang trồng đất Khi mà các bạn mua 25 000 là tức là Đánh cây cho lên xe của các bạn ở cái địa phương Văn Giang Là hết hết tiền Hết 25 000 Gốc của nó bằng ngón tay Đấy, đây là đơn nhung lá nhựa Thoát thì đây là quay một cây thôi Còn có những cây nó nó thoát cao hơn Mới cả có những cây nó ấy hơn ấy Thì tôi chỉ đo cái cỡ trung bình thôi Ê, Thoát như này thoát từ 80 Thân nó thì khá là đây nó, nó, nó khá là đều Tức là lây đều thì tôi có nói với mọi người rồi Từ gốc lên đến ngọn là không bị sửa Thì nó sẽ lây nó đều Không có tật có lỗi Cao Cao đây là chưa chưa tính bầu nha Bầu nó khoảng tầm 15 phân Cao 1 m Cao 25 Nói chung cứ nhận từ 1 mét Tức là mét 3 cả, cả bầu Tán Còn thực ra là quay ở đây Thì hôm nay ấy như này thôi Chứ còn ở loanh quanh đấy thì cũng cũng, cũng có cái loại này Nhưng mà đôi khi nào Nó không được nhiều như này với cả ấy ấy Ê, 50 tôi, tôi quay như này nhưng mà tôi sẽ bán Ở trong lại ốc trước <laughs> các ông nhận cây thì có, có lẽ các ông sẽ nhận cây ở lại ốc Còn nếu đúng như thế này mà trong lại ốc không có Thì tôi đành phải đánh ở trên này Đấy tức là 25 nghìn là cứ nên Nên lên xe cho các bạn ở địa phương Văn Giang Tán tầm 52 Nhưng mà cố gắng lấy nhiều vào Mẹ lấy được trăm cây tức là 25 nghìn trăm cây 2 triệu rưỡi Các ông rong tôi khắp Văn Giang Thì là tiền công cán anh em đi lại Nó quá tội Còn về đến khi các cái mầm nó mọc như này Thì cố gắng là các bạn triệt nó đi còn quay như này thì đối đấy là gọi là ông anh ông có nhờ nên đây mời pháp sư thì thôi thì Pháp sư này thì nói báo giá sơ như thế thôi. Còn đôi khi thì đến bây giờ nó không quản được hết đi. Thì thôi thì mạnh ai thì cứ chạy đi đã. Còn nó không phải là cái thị trường chung, tôi cũng nhắc đi nhắc lại không sợ là cái người mua người ta bảo là đây là cái thị trường thằng này nó báo như thế thì là tất cả đều phải bán như thế thì không không phải. Tôi chỉ là cái thằng gọi là nói chung là cũng mình thì không không phải cháo chẹt nhưng lương tâm của mình thì đây đi dọc xuống đây cho các bạn biết nhỉ Còn nhung lá nhựa thì tôi đã cho mọi người biết rồi Tán như này là cũng cũng ghê đoàn rồi đây này là. Còn nếu mà của bà Quế Giang À bà Tâm Tơ thì bà trồng sát là sạt Như một cái khoảng cách như này các bạn sẽ phải thấy tầm 4-5 cây Thì nó như thế là nó chưa có tán Nó không có cái tán như thế này Các bạn cửa hàng cửa hiếc là về bán được như này Về thì tôi chả biết các ông bán thế nào Có mua lẻ tôi không bán đâu các bạn yên tâm Tôi nhiều khi tôi thấy các bạn mua cái loại trăm rưỡi của tôi Về cho nên cái chậu nhựa làm cho tôi cũng buồn các bạn cho mẹ lên chậu 70 thì bán được cái giá cao hơn Đôi khi tôi cũng mong các bạn kiếm được chứ có phải là là tôi thấy các bạn Mẹ mua cái loại trăm rưỡi mà thấy các bạn bán trăm bảy với hai trăm nghìn là tôi vui đâu Vui gì Khách hàng của mình không kiếm được thì mình vui làm gì cái gì Nó đôi khi nhiều người thì có thể là cái người ta Khách hàng của người ta lấy cây ấy Xong rồi bán nỗ bán yếc là cười vô phơ phớ phơ phớ Mẹ khách hàng người ta phải kiếm được thì người ta mới mua lại quay lại người ta mua chứ đây này Đơn này là đơn cờ nhá còn nhung lá nhựa nhìn qua là biết Cái cái đọt như thế này là không phải đơn vàng này Còn nếu đơn vàng thì cái đọt nó trắng hơn Nhưng mà vừa rồi tôi thằng cu em nam nó lại có cái đơn vàng nhưng mà đọt đỏ đấy Đơn vàng nhưng đọt nó đỏ như này này Đấy ờ, còn các bạn mua như nào đây này còn nếu mà các bạn mà để nó đổ như này là nó, nó mọc hết cái mầm dọc thân này mai sau thì lại làm cây này gọi là cây bàn trà cây cây đơn và bàn trà còn nếu không phải phải buộc trên này này buộc cao lên như này thì khi mà nó thẳng như này thì nó không mọc được cả các cái mầm dọc thân các bạn hình dung chưa tôi cũng có bảo với các bạn kể cả những cái bạn mà không phải là mua theo số lượng hoặc mua như thế nọ thế kia các bạn xem những video này về là các bạn biết cách trồng chứ không phải là đấy thằng này nó toàn quay mà nó giá bán toàn đầu trăm mình mua một hai cây nó không bán mình có cộng thêm cho nó hai chục nghìn mấy năm chục một cây nó cũng không bán thế mình xem của nó làm gì mà ở trong những cái bài này thì nó có cả những cái gọi là kiến thức trồng cây nữa đấy Chứ bọn Vinh Gà Vinh Giếc nó cứ bảo chửi mình là vô học mấy thế nọ thế kia Nhưng mà mẹ số lượng bằng khen của tôi nó mẹ cho thằng ý nó học thêm ba đời nữa Không bằng số lượng bằng khen của mình Mà bây giờ dịch vụ làm bằng giả nó cũng nhiều lắm Thích nó mua bằng gì chả có à Mẹ tiến sĩ giáo sư đầy Đấy là đại ý cho các bạn biết như thế Cao thì nó, nó phải lên vai tôi đi còn tôi sợ là là giá của mình báo ra cái ống 25 nghìn nó vẫn cao Tại vì nói chung bà con mình nhiều người liều lắm Thì ai mua được thì cứ mua, mua ở đâu thì mua Mất tiền cọc tôi không ừ. liên quan đâu nhá Mẹ mất tiền cọc lại quay ra chửi mình Đấy mua được ở đâu thì mua Ví dụ như cây này là to này Còn giá như năm ngoái thì nói chung đâu đó nó rơi vào tầm tiền trăm Trăm một cây mà thân nó còn bé hơn Nên làm sao mà được ngón tay cái như thế này được Nổ số điện thoại, số điện thoại ở, ở ở, ở các cái bài đăng ấy Bài đăng của cái thủy bao giờ nó cũng có số điện thoại Thì các bạn gọi cho nó ạ nhá Số điện thoại ở trên trang nó cũng có đây Còn số của tôi thì các ông đừng gọi cho tôi làm gì Tôi tôi quay 25.000 như thế này thì thôi thì cứ bảo nó là nó ấy được Còn nhắn tin ở trên trang ấy Cái số đuôi 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 2214 này Đây, dùng này Chứ đôi khi là tôi chỉ quay như này thì đôi khi cái người 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 ta muốn bán này thì tôi tôi sẽ có tức là mình kiểu mình, mình 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 có tác dụng trong cuộc sống nhưng phải người anh em mà mà người ta kiểu đang bán 50 000 hay là 70 000 hay 100 000 hoặc hơn trăm nghìn ấy Thì thành mình đã thành là thằng phá phá giá thị trường Mấy thế nọ thế kia Nhưng mà tôi không bao đồng được hết đâu Chẳng nhẽ quay cái loại này xong rồi tôi bảo quay đơn đây xong rồi không nói giá nói riết gì Thế là cuối cùng bán không bán được thì mình phải nói giá đấy là anh em làm đơn cũng thông cảm đấy chứ còn nếu mà cái người mua ấy thì, thì ví dụ như là mua ở từng video sớm nhất của tôi thì là được cái giá ấy. còn nếu mà ví dụ như sau hôm nay mà hết thì cũng đừng đổi tại tôi xong các ông mua hàng dưới cái bình luận ấy xong chờ tôi trả lời ấy thì nói thật ra là không có thời gian đâu đây nhung lá nhựa đây như nhiều ông ở trên tiktok lại cứ chờ mình hỏi giá ở trên bình luận xong chờ mình báo giá trên bình luận Xong rồi cứ hai thằng này cứ đà đưa đà đưa tầm 5 ngày sau mới còn trả chốt được đơn. Cứ bình luận này. Bình luận tôi đánh giá là nếu mà cái bình luận ý thì nói thật ra là còn phải vượt qua nhiều nhiều cái cửa ải khác thì mới đến được với mình. Mẹ thứ nhất là nha, nói thật ra là bình luận ngày xưa nha mà đến tận bây giờ. Bình luận các ông có số điện thoại mới có Zalo ấy các ông tự liên hệ vào đấy xong các ông đặt hàng các ông chuyển khoản cọc. Đến khi có cọc rồi. Còn nhiều khi đấy ở trong hôm qua là có cọc rồi nhưng mà Người ta vẫn bảo là bây giờ mưa bão các thứ em không trồng được. Chị chuyển khoản lại cọc cho em Thế đơn hàng đã đã tiến ra, diễn ra đâu. Khi nào giao cây an toàn thì đơn hàng mới hoàn tất. Còn khi mà chuyển khoản cọc là nó cũng phải được 70% rồi. Ôi về các ông bình luận thì nói chung là là, là chưa ăn thua. Đấy nhiều ông ấy không gọi được điện cho mình cũng bảo là mẹ thằng lừa đảo. Xong mà bình luận không thấy mình trả lời mình cũng nói nói chung là cũng bận xong rồi đẩy gì những cái bình luận. Thì bảo là lừa đảo. Hỏi nó ở trong bình luận chả thấy nó trả lời gì Rất nhiều ông ở trên trang này cũng vậy Mẹ có số điện thoại mới có phần inbox ở trên trang để làm cái gì Cứ bình luận một ngày hàng nghìn cái bình luận đọc làm sao được Cả tiktok, cả zalo, cả các thứ mẹ nó mấy nghìn cái bình luận Nhưng mà cứ, cứ dẫn đến mua còn khướt Các bạn có hình dung không? Người ta bình luận như thế mẹ trả lời cùng với nhau Xong rồi cứ khen nhau đẹp trai phải hai ngày sau Thôi không mua nữa Bình luận tôi chỉ bình luận thế để cho nó đông vui thôi chứ còn Mua bán gì? Nhà tôi còn chả biết đơn là cái gì Đấy còn cái loại đơn đơn này gọi là đơn cờ này. Một mà nó cũng sai phết đây này. Nhiều anh em kéo ông bán thành văn chấn cũng cũng được cái này đây này tại vì từ cái cái dưới cành nó có một chùm nữa. Đây tôi vừa ngắt ở trên. Này. Làm hôm qua nó đang chậu đơn cờ nó đang thành văn chấn. Tức là đôi khi thì người ta bán văn chấn thì kệ thôi đây này. Như cây này nó cũng sai nó nhìn các bạn nhìn nó hoa nó tàn này. Đây. lá lá nó tròn tròn như này thì đôi khi là người ta bán thành văn chấn kệ người ta. Có à? còn nhiều thứ lắm, bây giờ quay cây sung năm chục đây cái ông khách này đúng là mẹ mùng 1 nhưng mà ông ấy bán được cho khách ấy chả biết bán được bao nhiêu mà cả lên mà cả xuống đây 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 hoa wow, nhiều lắm cái loại này nếu mà anh em chúng nó bán thành văn chấn thì cũng hiểu được tại vì nó là cái dòng như thế này là cái dòng siêu hoa ấy nhưng mà đôi khi nó không phải văn chấn đâu tại vì văn chấn nó cái kiểu mà rụt rịt như này thì à, cái kiểu thoát cao như này thì tôi nói chung là ná thì đây này ná nó cũng khá là dài Nó phải ná tròn cơ tròn thì là văn chấn hoặc đơn ấy nhưng mà như thế này là dòng đơn cờ ta cũng rất là sai này đây. bạn nhìn dùm rất là sai hòa ừ bảo cầu cha để đi quay cây sung này quay quay cây sung năm chục đây